chương trình An sinh xã hội hôm nay có những nội dung sau: phóng sự tạo việc làm cho nữ lao động nông thôn, giải đáp chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm cho nữ lao động nông thôn. Nhìn cơ ngơi của vợ chồng anh chị Huy Liễu tại thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, khó ai có thể nhận ra đây là một trụ sở của một công ty tư nhân, một gia đình nông dân. Xưởng may này đủ rộng cho gần 20 công nhân nữ làm việc. Vợ chồng chị Liễu nhận may hàng thời trang cho các hãng dệt may tại Hà Nội. Lượng hàng mà gia đình chị nhận làm rất ổn định, quanh năm không hết việc. Khi xưởng may mở ra, đã thu hút được nhiều chị em trong xã đến tham gia làm việc lâu dài, với mức lương ổn định từ 5 triệu đến 7 triệu đồng một người một tháng. Được làm việc ngay trên chính quê hương của mình sau rất nhiều năm lăn lộn làm thuê nơi thành phố. Không những thế, lại còn tạo thêm được công ăn việc làm cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, là điều mà vợ chồng chị Liễu đã thực hiện được từ rất nhiều công sức gây dựng sự nghiệp. Tôi rất vui là khi tôi mở được cái xưởng này ấy, thì là có các chị em ở gần đây này, với lại các chị em mà cũng ngày trước họ cũng đi ra ngoài làm đấy. Thế nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình con cái nghỉ là cũng khó, hoặc là chi phí là cao. Thế cho nên là các chị em là về đây làm thì nhất là có tình cảm chị em này, thứ hai là họ có thêm thu nhập đỡ cho cái cuộc sống của họ. Chứng kiến nhiều phụ nữ vẫn đang ở độ tuổi lao động, song tâm lý không muốn rời quê hương để ra thành phố. Và chị Liễu chợt nhận ra, mở xưởng ở những vùng quê này có thể là một giải pháp hay để duy trì công việc kinh doanh và phát triển sản xuất. Chị bàn bạc với mấy chị em trong gia đình, những người phụ nữ quyết tâm như chị, và sau khi thống nhất, chị bỏ vốn đầu tư thiết bị và đào tạo nghề cho những chị em chưa biết nghề. Vấn đề duy nhất mà xưởng may của chị gặp phải là khi đặt các nhà máy tại các vùng nông thôn, thì việc tuyển lao động được dễ dàng hơn, song do trình độ văn hóa còn thấp, chưa có nghề, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp chưa cao, nên phải tổ chức khâu đào tạo thật bài bản để sử dụng lâu dài. Cũng có người tay nghề cũng giỏi, mà cũng có người thì cũng họ cũng chưa dành, cho nên là mẫu nhà tôi thì thường thường là nó nhiều mẫu, các cái đơn giản thì họ làm được, còn những các cái mẫu mà là khó thì mình phải hướng dẫn, phải chỉ cho họ thì họ mới làm được. Cái hay mà những người chủ sản xuất như chị Liễu nhận thấy, đó là nơi quê hương chị có nguồn lao động rất dồi dào, mức lương phù hợp cho chị em công nhân, nên chị đã thu hút, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận nữ lao động tại địa phương. Chị Thúy làm ở xưởng may này đã gần 5 năm, là một trong những người thợ đầu tiên ở đây. Trước kia, chị cũng đã làm nhiều công ty và khu công nghiệp, nhưng làm xa nhà khiến chị không có thời gian dành cho con cái. Từ ngày làm ở xưởng may ngay gần nhà, tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị vừa lo được cơm nước cho gia đình, vừa có điều kiện dạy dỗ con cái. Trước khi vào thì tôi cũng làm may ở công ty. Xong là khi sinh đẻ tôi về đây tôi làm, nghỉ. Tôi về xưởng ở gần nhà làm cho nó thuận tiện, tiện lợi để đi lại để con cái. Cơ sở may Huy Liễu đã trở thành nơi gắn bó của nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng quê này. Việc chị Liễu đầu tư mở xưởng tại vùng nông thôn đã cho thấy những ưu điểm rõ rệt, đặc biệt là vấn đề giải quyết nguồn lao động vốn là vấn đề khó khăn nhất của ngành dệt may. Vì xu hướng tạo mô hình sản xuất như của chị Liễu mới chỉ phát triển ở các lĩnh vực như may mặc, dệt, giấy hoặc một số ngành thủ công khác, và hiện còn gặp phải những khó khăn như lao động nông thôn trình độ tay nghề không cao, song những chuyển biến ban đầu này đã góp phần tích cực vào việc giảm tải áp lực cho các thành phố lớn, đời sống nhiều lao động được cải thiện rõ rệt. Mô hình của chị Liễu cũng là một trong những điển hình tại thôn Thường Xuyên. Đến nay, xã Đại Xuyên ngoài những cơ sở may mặc, còn có các ngành nghề khác đi theo hướng tận dụng tối đa nguồn nhân lực và đào tạo nghề tại địa phương. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy thì chúng tôi cũng chỉ đạo Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân là mở các cái lớp mà như là mây giang đan, mỗi năm là tổ chức mở đến 2 đến 3 lớp mây giang đan. Thế và đến giờ phút này chúng tôi vẫn đang thực hiện cái 1956 của chính phủ về cái thực hiện cái đào tạo nghề cho chị em phụ nữ. Chúng tôi cũng rất là nhiều nghề như là may mặc, gò hàn,
để làm máy ấp trứng gia cầm, gia súc, thì phải nói là đây là một trong những xã mà có đa ngành đa nghề và phát triển rất là mạnh mẽ. Trong khi ở nhiều địa phương, người dân các xã vùng sâu vùng xa phải rời quê hương đến các thành phố, khu công nghiệp để tìm việc làm, thì mô hình tự tạo việc làm thu hút nhiều lao động tham gia đã góp phần xóa đói giảm nghèo tại xã Đại Xuyên. Đây là một trong những giải pháp tạo việc làm có hiệu quả, giúp cho người phụ nữ tìm thấy cơ hội ngay ở chính quê nhà. Giải bài toán an sinh cho họ đòi hỏi những nỗ lực tổng thể, từ chú trọng đến bình đẳng giới, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và tăng cường giám sát thực thi chính sách lao động. Chỉ như vậy, những xóm làng mới không thiếu vắng hơi ấm của người phụ nữ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua chương trình An sinh xã hội đã nhận được nhiều câu hỏi về chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn. Và để giải đáp những thắc mắc của khán giả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ dạy nghề thường xuyên, Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh Xã hội để cùng trao đổi. Vâng, xin được cảm ơn ông đã đến tham gia với cả chương trình. Chị Nguyễn Thu Giang ở Thành phố Hồ Chí Minh hỏi: theo tôi được biết, quyết định 295 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 đến 2015 đến nay đã kết thúc. Vậy hiện nhà nước đang và sẽ có những chính sách gì để hỗ trợ cho lao động nữ? Quyết định 295 thì có giá trị đến năm 2015. Bây giờ là 2016 thì hết rồi. Nhưng mà ngay sau đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng ban hành cái chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng. Và như thế cái thì đối với lại lao động thôn, theo chính sách này, đối với lao động nữ kể cả thành thị và nông thôn, đối với người khuyết tật kể cả thành thị nông thôn đều được hưởng cái chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp dưới 3 tháng. Mà cái này đây mà cái chính sách cái thì nó không có hạn định về thời gian. Bà con có nhu cầu học. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà con còn được hưởng cái chính sách hỗ trợ đào tạo nội trú nếu mà thuộc diện là người dân tộc thiểu số nghèo, hoặc là người nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, hoặc là thuộc diện là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nội trú thì được hưởng cái chính sách này. Và cái việc mà nếu mà bà con thuộc diện là người nghèo, người dân tộc thiểu số và các một số đối tượng ấy, theo nghị định 86 của chính phủ đấy thì được miễn học phí và tham gia các chương trình trung cấp, cao đẳng và đại học. Bên cạnh đó cái thì cùng cái hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm đấy của ngành lao động thương binh xã hội và các cơ quan đấy thì làm nhiệm vụ thông tin tư vấn học nghề và tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho bà con. Thưa ông, là trong những chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nói chung đối với các đối tượng lao động thì các đối tượng lao động nữ thì sẽ có những ưu tiên gì? Đối với lao động nữ cái thì chính sách áp dụng chung, các đối tượng mà có nhu cầu thì đều được hỗ trợ. Nhưng mà trong quá trình thực hiện này cái thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội và kể cả Ủy ban Quốc gia về sự tiến bộ phụ nữ có đặt ra một chỉ tiêu. Trong các chỉ tiêu mà hỗ trợ đào tạo cho lao động nói chung thì phải dành ít nhất khoảng 40% các chỉ tiêu đó là lao động nữ. Vừa qua mà thực hiện cái chương trình đào tạo nghề cho nông thôn ấy, từ năm 2010 đến nay thì cái chỉ tiêu này đã đạt khoảng 46%. Cái vượt 6% so với chỉ tiêu rồi ra. Thì đó là cái ưu tiên thứ nhất. Cái thứ hai đấy là phụ nữ thì được chính phủ là giao cho quản lý một cái khoản vốn tương đối lớn để mà cho phụ nữ cho vay xoay vòng mà theo cái chương trình tín dụng vi mô. Ngoài ra đấy thì hội phụ nữ các cấp thì được các cái tổ chức quốc tế, các cái nhà tài trợ, các tổ chức NGO đấy thì hỗ trợ vốn và các cái chương trình thí điểm về đào tạo nghề cho từng nhóm phụ nữ ở từng một số địa phương. Cái thứ ba nữa là đối với lao động nữ đấy thì như cái phần mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên đấy thì cái chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp dưới 3 tháng thì chung cả phụ nữ ở nông thôn và thành thị đều được hỗ trợ. Ngoài ra cái thì chính phủ rồi Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Hội Phụ nữ Việt Nam đấy thì cũng rất quan tâm đến phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Ví dụ như trường trung cấp nghề Ninh Thị Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, rồi hệ thống các cái trung tâm, các trường ở Hà Nội, ở Hải Dương, ở Yên Bái, ở Đắk Nông, đấy, thế là và các cái trung tâm giới thiệu việc làm dạy nghề cho phụ nữ. Đối với lao động nói chung cũng như phụ nữ nếu mà có nhu cầu học nghề, có nhu cầu tư vấn thì sẽ đều được đáp ứng cái nguyện vọng của mình để học được một cái nghề, để đi tìm việc làm và tổ chức cái công việc và hoặc là tự tạo việc làm. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình và cũng rất hy vọng những giải đáp trên đã đáp ứng được mong đợi của quý vị khán giả. Chương trình An sinh xã hội đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.